đã tiến hành giải cứu và đưa 54 nạn nhân buôn bán người đoàn tụ với gia đình. Đây là kết quả của các chuyên án đấu tranh với tội phạm mua bán người trong 6 tháng đầu năm nay vừa được Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng triệt phá. Điểm chung của các đối tượng trong các vụ việc này là các đối tượng câu kết với các nhóm trong và ngoài nước, hình thành đường dây tuyển mộ, lừa gạt nạn nhân bán ra nước ngoài, hứa hẹn có mức thu nhập cao từ 800 đến 1.200 đô la Mỹ một tháng. Nhưng thực chất là các nạn nhân bị cưỡng bức lao động, bán vào các nhà chứa hoặc kết hôn cho nhận làm con nuôi trái pháp luật. Khi phát hiện bị lừa đảo, họ đã bị buộc viết giấy vay nợ, đòi tiền chuộc. Nếu người nhà không chuyển đủ số tiền, họ sẽ bị đánh đập hoặc bị bán đi nơi khác. Tại Đắk Lắk thì nhiều câu chuyện về những lao động cả tin nghe theo lời quảng cáo làm việc ở nước ngoài với mức lương hấp dẫn, nhưng thực chất họ đã bị bóc lột sức lao động, bị đánh đập. Tiền thì không thấy đâu, họ lại trở thành những nạn nhân của nạn buôn bán người. Nghe theo lời mời gọi sang Campuchia làm việc nhẹ, lương cao, chàng trai này khi ra đến nơi mới biết là mình bị lừa. Gia đình nhiều lần liên lạc mà không được, họ chỉ nhận được cuộc gọi của các đối tượng lạ, hối thúc gia đình phải nộp 100 triệu đồng để chuộc nạn nhân về. Nhưng khi gia đình gom đủ 100 triệu đồng tiền chuộc thì các đối tượng lại bán nạn nhân cho công ty khác. Thì vô làm việc thì nó bắt em lập Facebook, đi nhắn tin với mấy người Việt làm ở bên Nhật Bản, Hàn Quốc hay Mỹ, tạo mối quan hệ với họ. Nhưng mà do lúc đấy nó giao chỉ tiêu cao và em không làm được nên là nó hành hạ em, lý điện và bỏ đói em. Xong rồi thì nó gọi về cho gia đình và huy hiếp. Chúng tôi đã phối hợp với các cái đơn vị cấp xã, thị trấn và các ban ngành đoàn thể của huyện tích cực tuyên truyền cho người dân nắm hiểu được cái phương thức thủ đoạn của các đối tượng để mà phòng ngừa không dính vào cái bẫy của các đối tượng. Qua vụ việc này, các ngành chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa sang Campuchia để làm việc. Người lao động đi làm việc tại nước ngoài phải do các đơn vị, cơ quan có thẩm quyền đứng ra tổ chức và đảm bảo quyền lợi.